con chào chú tự giới thiệu chú đi. Tôi là Nam Sang, là anh Bảy ơi, gửi lời thăm anh với chị mạnh khỏe nha. Bà con hết xã luôn đi. Bà con hết xã Tân Mỹ luôn. Bà con nào á? Đó có đi đám cưới dưới lần. Dạ. Là chú nói cho rành là chú Năm gì á? Năm Sang. Dạ. Xã này xã nào? Xã Tân Mỹ. Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Dạ. Thì chú Năm cũng gửi lời thăm hết bà con mình đã từng sống ở xã Tân Mỹ này ha. Dạ. Dạ, cây châu mới được nha. Cây châu, gạch cây châu. Xã Tân Mỹ. Xa xa kia là cầu cây châu đó. Bên đây là nhà nội con là chỗ nào? Nhà đó thì của chú Bền. Chú Bền, nhà này ông Năm Chiêu. Nhà này của Mùi Sơn, Mùi Sen vậy đó. Giờ tới nhà ông Tư Quế. Dạ. Tư Quế mua con cháu bảnh đó. Dạ. Dạ. Chú Năm năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú Năm? Tuổi nhà nước 79. Dạ. Yeah. Hồi đó bộ có chống dịch hay sao mà bớt tuổi lại? Hồi đó có chống mà sụt 4 tuổi. 4 tuổi là 44 mà sau này sụt chống lính rồi được 4 năm rồi sanh 48. Chứ mà không có chống lính là chắc bây giờ chắc theo ông 12 luôn mà. Không. Sụt lại nó đi lính. Vậy đi lính là năm sanh 48 mà giờ lấy tuổi thiệt là 44. Dạ. Yeah. Cái này đi ra ngoài khúc Hai Tinh nhà cô Hồ rồi nè. Dạ. Thịnh cũng chúc chú Năm dồi dào sức khỏe ha. Dạ. Trẻ mãi mà không già nha. Dạ. Dạ. Dồi dào sức khỏe, sáu lông trăm tuổi. Mặt nhanh hết trơn. Dạ. Nhiều tóc không bạc. Chú bạc hết trơn. Hướng này đi ra cầu Cây Châu nè. Dạ. Chung nhà cầu mới lên dốc cầu được. Dạ. Chung nhà cầu đây nè. Chỗ nhà ông bà giỏi ha. Dạ, nhà bà giỏi. Ông khúc này là nhà bà Sao Dén nè. Dạ. Nhà ông Hero đâu lần này chút. Dạ, ông Hero cho nhà bà giỏi. Dạ. Cái đây là khu vực này cầu chợ đâu đây nè. Chợ chỗ cái vừa. Yeah. Chào cô. Dạ cô, chào bạn. Hôm nay đó. Dạ. Có cái nhà hảo tâm. Dạ. Cái, Mạnh Thường Quân. Chào cô. Chào bạn. Hôm nay có Mạnh Thường Quân á. Dạ. Cái nhà hảo tâm. Dạ. Cái người con đang sống ở nước ngoài. Dạ. Thì gửi tặng cho cô một ký gạo. Dạ. Cô giới thiệu cô ở đâu, địa chỉ cho rành. Dạ, vậy là cô cũng cảm ơn. Cô ở Đồng Tháp, xã Tân Mỹ, ấp Tân Hòa Đông. Dạ, cô lớp giờ Lại Thi Năm. Nay 73, chú nhà 74. Chỉ là gần cầu dịch vong. Gần cầu dịch vong. Cô bị bệnh gì mà cô phải thuốc. Nó lỡ vậy đó. Nó nhức dữ lắm mà, mấy dữ lắm luôn, đi không nổi luôn. Đi không được luôn. Không nổi, đi một năm nay rồi cậu ngồi xe không à. Không có đi, rồi nói cho ngay đi, rồi người ta thấy như vậy đó. Thì như cô này nè cũng thấy như vậy đó, người ta cũng cho này kia nọ cũng như cô. Tôi cũng cảm ơn cô đó. Thì cậu nói giùm là tôi cũng cảm ơn. Cái hàng ngày như vậy là cô sinh sống bằng gì cô gì? Lại Thi Năm. Hàng ngày thì mình sống bằng cái gì? Là hồi đó thì đi làm mướn, đi bán bánh bò ngoài lộ vậy nè. Rồi cái từ hôm đó tới giờ rồi nghỉ thì nhờ người này cho, người kia cho, giúp đỡ giùm vậy đó. Rồi ăn. Bệnh này là bao lâu rồi? 2 năm rồi. Vậy là bắt đầu có dịch chưa? Dịch chưa, trước dịch. Trước dịch hả? Trước dịch. Thì con rồi cũng khá giả không? Cũng nghèo, đi làm mướn thôi mà cô ơi.
Làm mướn ngày nào ăn ngày nấy, ai mướn gì mà nấy. Về ông ở nhà tôi thì tám mấy tuổi rồi cũng đâu có làm gì đâu. Thì tôi cũng chúc cũng mau lành bệnh nha. Dạ. Khớp hả cô? Khớp. Thì cậu cũng thôi vậy là tôi cũng cảm ơn nhà hảo tâm, vậy tôi cũng cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ cho gì được thì cũng mang ơn. Cũng nhờ chị dạ. Chị Ba Diệp mà. Dạ. Nói mình mới biết. Dạ. Thì, đi thấy ở sớm. Con cũng gốc gác ở Tân Mỹ Cà Châu. Con cũng mến á. Dạ. Tôi là con của ông Tám thôi nè. Dạ. Ông Tám út xíu rồi nè. Dạ. Thì con đi. Dạ vậy. Dạ vậy cảm ơn nha cậu. Đây là cái khu vực của ấp Tân Hòa Đông xã Tân Mỹ Cà Châu á, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp nha. Chào chú. Tôi ở Tân Mỹ, ấp Tân Hòa Đông này nè. Chú tên tuổi là gì? Lại Văn Đực. Lớn chú. Rồi là chú bao nhiêu tuổi à? Hôm nay sinh năm 43. Sinh năm 43. Chú bị tai biến hay gì mà chú cũng đi lĩnh thịnh vậy? Đi văng võng trên đây nó té cái dập cái giò nó gãy cái xương trong cái điên Cần Thơ mổ. À. Bây giờ là chú sống ở đây với ai? Với nó cháu với con cháu con. Bà đâu? Bà đâu? Hả? À, vợ chú đâu? Vợ con chết rồi. Vợ chú chết rồi hả? À, ở đây với cháu tôi ở con mười. Vậy là ngày mà mình thu nhập bằng cái gì? Hả? Ngày ngày mình thu nhập bằng cái gì? Đi giờ ăn cơm không? Cô không có làm gì ra tiền á. À, hôm nay á có Mạnh Thường Quân, cái người con Việt Nam mà đang sống ở Mỹ gửi tặng cho chú 10 ký gạo. Dạ, chú. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Tôi cũng nhờ chị Ba Diệp nè chỉ cho mới biết nè. Dạ. Chú đồng ý đưa lên YouTube nha. Dạ. Chú đồng ý đưa lên YouTube nha. Dạ. Đồng ý. Đồng ý rồi. Dạ. 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 Dạ.